Các bạn thân mến, hôm nay tôi lại tiếp tục với cái phần mô đồ của bảng chi tiết. Thế thì hôm trước là chúng ta đã xong được cái bảng product. Đấy, bảng này thì chúng ta đã thấy là có một mặt hàng. Thế thì bảng product này nó sẽ liên kết với bảng product đi theo. Đấy. Cái bảng này để cho chúng ta có thể thêm là các thuộc tính 1, 2, 3, 4, 5, 6 mô tả sản phẩm. Và bảng này chính là bảng cuối cùng mà các bạn có thể add vào trong giỏ hàng. Bao gồm các bạn có thể cho thuộc tính 4, thuộc tính 5 là để chúng ta đưa vào trong cái trong phần hình ảnh. Chúng ta thêm hình ảnh cho nó rõ luôn. Thì sau này thì tôi sẽ làm giúp các bạn chúng ta là chúng ta sử dụng một cái cho cái phần trình bày ảnh trong Bootstrap để nó có thể đưa cho chúng ta trải ra trên đấy. Thì thuộc tính trong Bootstrap đó thì gọi là cái thuộc tính slider. Đấy, để cho chúng ta di chuyển các bức ảnh ở bên trong phần chi tiết, giống như trong các trang mạng lớn bán hàng của Amazon và của các hàng như là Kitty vân vân. Thì việc nào chúng ta cũng có thể làm được giống như ý của chúng ta. Thì bảng product và bảng này thì thuộc tính nó liên quan đến item code. Thì ở đây chúng ta sử dụng cái quan hệ ở đây là quan hệ một nhiều hoặc là một một. Một cái này thì sẽ có một cái này. Một cái này thì có một cái thuộc tính chi tiết là một một. Thì chúng ta phải xây dựng một cái model để có thể truy xuất vào trong product feature. Vậy thì chúng ta sẽ bật cái này lên. Chúng ta vào phần model. Thì hôm nay các bạn thấy là hôm nay là tôi đã trang bị một máy tính khác, máy tính kia nó đã chậm hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ làm cái là product model. Các bạn có thể sử dụng là tạo một cái folder mới. Chúng ta tạo một cái folder mới. Đấy, các bạn tạo đây. Thì chúng ta gọi là cái bảng product. Đi theo chúng ta gọi như thế. Chi tiết, bảng chi tiết. Thì ở trong đây thì chúng ta sẽ đặt tên như vậy. Chúng ta cho hàng chữ hoa đi. Đấy, và chúng ta gọi là model. Cái tính ship của tôi nó hơi model. Rồi. Đấy, chúng ta sẽ làm một cái phần model trước, tức là phần vật lý trước. Đấy, các bạn cứ tuần tự như vậy thì các bạn nhìn thấy ở trong product của chúng ta là đây. Đấy, đây là cái phần product model. Thì trong này chúng ta cũng tạo một cái chi tiết như vậy. Chúng ta sẽ tạo lên một cái lớp mới. Các bạn tạo cho tôi là phần product. Đấy, lớp của nó như vậy nhá. Chúng ta tạo một cái lớp như vậy giống như là lớp kia. Chúng ta có thể đặt là model đây. Rồi, ok. Các bạn đặt tên thì không quan trọng lắm đâu. Chúng ta đặt rõ ràng là được. Thì ở đây trong cái namespace này thì chúng ta cũng có là phần app. Đấy. Rồi chúng ta chọn cho tôi phần product model. Chúng ta chọn cho tôi lần phần chi tiết đây là product. Đấy, product app để model trước. Đấy, như thế này nhá. Rồi chúng ta tiếp tục. Đây là không gian làm việc. Các bạn chú ý đây là gọi là không gian làm việc. Đấy, thì chúng ta ghi vào là product đi theo đây chi tiết product đi theo đi v
Product Detail Model. Đó, các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh trên đây. Đó, model đây chúng ta cho. Rồi. Đó. Ta bật như thế nhá. Thì sau đó thì chúng ta sẽ nhấp OK. Đấy, thì chúng ta sẽ được cái phần đây. Product Detail. Rồi. Chúng ta có thể rename để chúng ta có thể lấy cho nó chuẩn. Copy. Đó, các bạn nào mà cẩn thận thì các bạn chọn này. Nhấp lại cho nó chuẩn. Đúng không? Sau rồi. OK. Bây giờ chúng ta sẽ làm khai báo trong cái phần này, vì cái bảng này liên quan bảng này 11. Đấy, thì chúng ta copy cho tôi cái phần phía trên giống nhau. Đấy, chúng ta cho vào đây. Rồi, OK, cái này extend cho tôi. Extend. Đấy, model. Đấy, extend model. OK. À, cái chỗ này chúng ta cho lên trên. Cắt nó bỏ lên trên này. Đây có hai cái rồi, ta xóa đi một cái, đúng không? Đấy, chúng ta sử dụng cái thư viện namespace. Rồi OK, xong rồi, bây giờ các bạn nhìn thấy nhá. Đây. Nó như này. Thế thì cấu trúc nó như vậy thì chúng ta cũng sang bên này chúng ta làm như vậy. Các bạn khai báo cho tôi là cái bảng chúng ta cần truy xuất. Bảng cần chi tiết truy xuất thì các bạn ghi cho tôi là public table bằng cái bảng nào thì các bạn bật cái này lên cho tôi. Bảng này của nó là product feature. Đó. Các bạn có thể lấy tên này vào đây. Đó, chúng ta cho vào đây. Đó, và chúng ta enter. Thế là nó đã kết nối vào cái bảng này rồi. Bây giờ việc chúng ta là cần cho những cái thuộc tính như là key rồi db vân vân thì chúng ta sẽ khai báo giống như trên. Chúng ta khai báo cho tôi public biến db là biến cơ sở dữ liệu. Public ở đây bỏ này. Rồi biến sau là public. Rồi chúng ta lại tiếp tục cho tôi là file, chúng ta bảo vệ hai cái này nhá, hai biến này là hai biến protect. Đó. OK, tôi copy cái này sang và ta thay. Item code cũng là key rồi, thì chúng ta sẽ thay các feature 1, feature 2 vân vân. Chúng ta ghi vào đây cho tôi. À, thêm chi tiết. Tắt cái tiếng Việt này đi. Một, đấy. Thấy các bạn nhé. Feature 1, feature 2, feature 3, feature 4, feature 5. Chúng ta sẽ xóa cái mảng này đi, mảng phần tử này. Đó, chúng ta copy. Chúng ta thay sao phải một hai ba bốn năm. Đó, các bạn nhìn thấy thấy nhá, một này, hai này, ba này. Đó rồi
4 và 5. Xong. Đấy, và chúng ta sẽ có cái phần khai báo trong cái lớp này như sau. Trả về là kết quả trả về là một mảng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang đến cái phần contract. Đấy, phần contract thì chúng ta sẽ làm như sau. Ở phần này các bạn làm cho tôi phần public function contract. Rồi thì chúng ta xóa đi những cái biến này đi cho tôi, vì cái này chúng ta chỉ là mặc định, nó không quan trọng lắm. Chúng ta cho cái này vào đây. Thế thì cái hàm contract nó sẽ gọi cái lớp cơ sở ra, gọi lớp cơ sở ra. Các bạn biết rồi, lập trình hướng đối tượng thì contract là một cái hàm xây dựng lớp cơ sở, sau đó chúng ta xây dựng bổ sung tiếp vào đây. Đó. Và chúng ta tiếp tục cho biến là BD zip. BD. DB chứ. Zip DB của chúng ta giống như ở trên này. Đây. Zip DB. Nha. Chúng ta chú ý vào zip DB. Sẽ bằng gì? Chúng ta sẽ bằng config. Config của chúng ta đây. Rồi tiếp theo là DB database. Và chúng ta vào connect. Thế là biến này nó đã trở vào cái database. Bây giờ chúng ta sẽ xây dựng các hàm con. Xây dựng các hàm con để chúng ta sau này chúng ta có thể update, cập nhật thêm. Đó. Thì các bạn nhìn thấy ở đây là tôi làm như sau. Tôi sử dụng public function và add feature. Ship này luôn luôn bị lỗi. Đấy, các bạn nhìn thấy là bây giờ làm nó nhanh, nó không dù mặc dù tôi đang đặt ở chế độ ghi màn hình nhưng mà nó cũng nhanh hơn. Đúng không các bạn? À. Thế thì chúng ta muốn có như vậy thì chúng ta phải có một cái biến data. Biến data. À. Ok rồi. Thế bây giờ thêm nó vào nhé. Thêm nó vào. Để thêm được cái này mới vào thì key của chúng ta phải là key, key đã biết. Thì key đấy ta lấy sau. Đấy, giống như trên này. Đấy. Key chúng ta sẽ lấy sau. Thì chúng ta sẽ lấy key ở trong phần controller. Các bạn chỉ cần cho tôi là zip con trỏ zip này, trỏ chính nó. Đấy. Sau đó nó sẽ vào table. Đúng không? Ta mở ngoặc ra. Zip table là hàm truyền vào, truyền vào cái hàm mẫu này. Đấy. Ở table. Rồi. Chúng ta tiếp tục zip table nhé. Zip DB trước. DB trỏ vào đây. Đó. Đấy, zip DB zip vào đây. Thì chúng ta nhìn thấy trên này là cũng zip DB đúng không? Đó, chúng ta sẽ add nó vào. Thì ở đây có hàm insert. Insert data. Đó. Và return zip db. DB tiếp theo là insert id. Đó, và chúng ta đã xong một cái hàm này. Hàm này các bạn ghi cho tôi lời nhắc là thêm add feature
into feature table. Đây là chúng ta thêm một cái hàng add feature into feature table. Rồi bây giờ đến cái hàm cập nhật là sửa chi tiết. Chúng ta đi rất là nhanh rồi. Vì tôi mỗi hôm tôi dạy các bạn một phần, vì còn để cho các bạn còn phải làm nữa, làm xem nó có giống không. Đấy. Chúng ta ghi hàm này là update. Feature. Chúng ta cho biến là where. Update phải đúng là where nhé. Where là điều kiện. Phải data. Các bạn ghi vào đây lời nhắc là update data later into feature table. Đấy, chúng ta chèn vào trong này. Các bạn làm y xì như tôi. Thế thì lúc này chúng ta sẽ chèn vào thôi. Chúng ta lấy con trỏ zip ra, zip db ra. Table. Rồi bên trong là cái bảng zip table. Đó. Và update. Update. Ở đây chúng ta lại ghi data. Phải que trên nó đảo chiều nhé. Các bạn chú ý câu lệnh này. Ở trong code deny cái hàm đầu tiên của chúng ta, cái hàm đầu tiên của chúng ta nhìn thấy là where đây là điều kiện, thì điều kiện đảo xuống đây. Đã, giống như chỗ này tôi đã làm. Đây, update where. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trả về return zip db affected low, tức là một cái hiệu lực nó được trả về đúng nếu mà nó thi hành update, còn nếu không thì nó sẽ không trả về cho chúng ta một cái hàm nào cả, trả về tên hàm nhé. Rồi bây giờ chúng ta đã xong cái phần này, bây giờ chúng ta sẽ làm cái hàm là tìm kiếm và hàm đúng của nó. Chúng ta sẽ public function get feature. Đấy, các bạn, by là cái gì? By code item. By code item, tức là mã hàng của chúng ta. Mã hàng của chúng ta đây, các bạn nhìn trên nhé, liên quan đến code item. Đó là cái mã hàng. Nó đây nó chỉ liên quan đến cái bảng product ở cái code item thôi. Đó, các bạn nhớ đặt vào đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, các bạn nào mà học cơ bản làm framework thì hiện nay là framework coordinator là tương đối đầy đủ, không giống như là ung già cổ điển trước đây. Nó có cú pháp khác hầu như là hoàn toàn với cái cú pháp của cái bảng 3 chấm về trước, mà cái bảng 4 chấm của chúng ta 4.2 đây là nó đã 4.3,
đã được cải tiến rồi thì luôn luôn được cập nhật với cái bản cải tiến đấy. Và Codeine là một cái dưới dạng truy xuất SQL LI, cho nên là nhanh hơn SQL DB mà Laravel đã sử dụng. Các bạn làm tốt thì nó cũng rất là nhanh, triển khai một cái framework cho một sản phẩm chúng ta cực kỳ nhanh luôn. Và cái trang web được sử dụng trong Coordinator thì hiện nay là tôi đã đăng được hai trang, đó là một trang về diệt mối côn trùng và một trang là tin tức của một nhà trường. Thì cái tốc độ truy xuất đó cực nhanh, tốc độ cực nhanh. Tôi lấy ví dụ, ở đây cái trang này các bạn nhìn nhá, đấy chính là cái trang lập trình của bản 4 đầu tiên. Bây giờ bản 4 đầu tiên thì đấy, các bạn nhìn thấy này, đây là bản 4 đầu tiên. Bản 4 này nhấp một cái là các bạn nhìn thấy là tin tức đã ra, không phải đợi như là chúng ta đã sử dụng với cái Laravel. Thì các bạn thấy là tốc độ truy xuất cực nhanh đúng không các bạn? Rồi đấy, rồi chúng ta nhìn thấy là khi tôi nhấp vào một đường link nào đó thì trang chủ nó phản hồi luôn. Và các bạn biết là đây là một cái trang được cài đặt trên trên hosting của Mắt Báo, được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, được đặt lại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn biết là Mắt Báo bây giờ được đặt ở Hồ Chí Minh, mà đây là tôi đang ở Hà Nội thì tôi cũng đã có thể truy xuất được rất là nhanh. Ví dụ như học trực tuyến này các bạn nhìn thấy có các video viết được bằng Codeine đây, các bạn nhìn thấy rất là nhanh đúng không? Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy là Codeine là cái bản đầu tiên thì nó vẫn còn cái index.php, nhưng bản bây giờ mình đang dùng ấy thì nó không còn nữa, và nó đưa chúng ta một cái URL rất là rõ ràng và đẹp. Đấy. Đấy, tôi lấy ví dụ cho các bạn, đấy là nó đã chạy rất nhanh rồi, và một cái nữa là một cái trang đây, trang diệt côn trùng xanh ở dietmoi.com. Đây bản côn trùng xanh, bản nào vì tôi làm cái web vệ tinh cho họ. Làm từ năm ngoái, cái này bây giờ càng đến nó duy trì. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần này. Chúng ta chỉ ghép một cái thôi nhá, vì đây là cái liên kết 1:1, chúng ta không cần phải ấy nhiều. Ở đây chúng ta cho tôi một cái item biến chuyển vào nhá, item code là để cho cái này đó. Nó có sẽ có 3 thành phần, một thành phần này là khóa, còn đây là thành phần này là thành phần thuộc tính. Chúng ta sẽ làm cái như sau. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái như sau nhé. Chúng ta sẽ ghi data, dữ liệu data là một mảng, sẽ bằng
Zip. Zip. DB. Table. Câu lệnh này giống như câu lệnh select all from feature where item code bằng item code. Thì câu lệnh này viết từng minh ra SQL cũng như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta viết theo mẫu. Mẫu tức là họ đã làm mẫu cho mình. Mình chỉ việc đặt vào get where. Chúng ta dùng lệnh get where. Đó. Get where nhé. Get where thì chúng ta chỉ cần cho vào một cái mảng vào đây. Các bạn cho vào đây là item code. Đấy. Nó sẽ bằng cái gì? Bằng chính là cái này. Item code. Đây là lệnh mà chúng ta thấy rất là hay đúng không? Rồi. Chúng ta chọn cái này từ đây. Vào đây. Sau đó thì các bạn return. Return. Return là gì? Data. Lúc này nó là một mảng, chúng ta phải trả nó về là get result. Kết quả vào đây. Đó, khi chúng ta tìm cái thì lập tức cái tên của cái này sẽ lấy cái hàng mà có đúng item code vào, trả cho chúng ta một kết quả là một bản ghi hay một record. Một record. Đó, thì chúng ta đã tìm được cái này. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm một cái hàm xóa public function delete. Fetcher. Thì chúng ta cũng phải cần nó là item code. Item code. Đó. Thì sau này ta sẽ chuyển cái biến item code này để nó xóa đúng hàng. Nếu không là nó sẽ không xóa đúng. Thì cái này các bạn ghi là search. Này các bạn ghi cho tôi là tìm kiếm hay là find item. Đó. Còn cái này chúng ta ghi là delete item by finding item. Đấy, các bạn chú ý như thế nhá. Rồi đến bây giờ chúng ta tiếp tục là đấy, nhanh rồi thì tôi đổi máy tính. Và các bạn thấy là với cấu hình này thì vô tư, không bị bao giờ bị treo nữa. Trên máy tính trước thì các bạn thấy là khốn khổ đấy, các bạn theo dõi các bài học thấy là cực kỳ mệt mỏi đúng không? Rồi chúng ta đưa luôn là con trỏ zip db, chúng ta table. Zip table. Delete ở đây chúng ta sẽ cho một cái mảng. Các bạn truyền mảng vuông vào nhé. Các bạn có thể AJ cũng được, nhưng các bạn để vuông này. Đây là giống như ở đây này. Hoặc các bạn có thể truyền như này cũng được. Một số bạn mà không quen thì các bạn có thể là array. Đấy, mở ngoặc ra nhá. Các bạn truyền như thế. Và chúng ta cũng có phẩy như thế là ta sử dụng là item code. Chúng ta chọn này, item code.
Thì cách mà các bạn sử dụng cái mảng vuông này cũng được, thay vì viết AJ, giống nhau, đều giống nhau. Thế vậy chúng ta đã làm được tất cả các hàm này, thêm này, update này, lấy này và xóa, thêm, update, lấy và xóa. Vậy bài này tôi dừng tại đây. Chúng ta sẽ làm nhỏ từng video một để các bạn có thể hiểu được vấn đề và cái hàm này là cuối cùng. Sau khi đó thì chúng ta sẽ liên quan đến phần cast. Cái bảng này sẽ liên kết với cái bảng dò hàm, và đây là bảng dò hàm, sẽ liên kết và lấy khách hàng là cái khách hàng. Đây là một cái section để chúng ta đưa vào cái dò hàm, khi người ta chọn thêm, bớt, xóa, sửa hàng hóa. Thì ở các bài tới tôi sẽ dạy các bạn tiếp tục để cho các bạn hiểu được vấn đề đấy. Thì các bạn nào đã theo dõi phần framework, chúng ta đã hiểu được cấu trúc của controller, của router là đường dẫn đấy. Router đường dẫn để nó dẫn vào controller. Controller sẽ gọi model ra, được kết quả model thì tương tác với view, tương tác với view. Tức là mỗi bộ phận nó rõ ràng là như vậy, nó không có lẫn lộn gì về vào đâu cả, thì chúng ta có thể hiểu được cái đó. Còn ở đây nó còn có cái phần library, hoặc là về phần bên thứ ba thì chúng ta có thể nhét code vào bên library, là phần thư viện và phần bên thứ ba, để chúng ta có thể nhúng những cái bộ frame của cái plugin vào. Ví dụ như là chúng ta có thể login bằng bằng Facebook, login bằng Gmail, thì chúng ta chọn cái bên thứ ba để chúng ta gắn vào. Thì chúng ta theo dõi sát sao cái bài học này để giúp cho các bạn làm được một cái lập trình website một cách đầy đủ. Trong bài này các bạn thông cảm cho tôi là tôi làm view là bằng cái Bootstrap Studio cho nó nhanh, cho nó nhanh, và sau đó ta chỉnh sửa, thì nó cũng là một giải pháp chúng ta làm front end. Còn đây là chúng ta đang làm back end. Phần back end thì chúng ta gọi là back end cũng được, mà back end cũng được, nhưng back end thì giống như đây đúng không, chúng ta gọi back end cũng được. Thì đây là phần back end. Các bạn chú ý là đây chúng ta làm cái phần này là những kỹ sư lập trình về back end. Đấy, các bạn chú ý nhá. Mà những bạn mà để mà làm lập trình viên tốt ấy, thì các bạn phải trải qua cái khóa học về toán cao cấp, rồi toán rời rạc, rồi cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cơ sở dữ liệu. Vì cái phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật nó rất quan trọng, giúp cho các bạn hiểu được cấu trúc rất nhiều. Đấy, cấu trúc mảng, cấu trúc bản ghi, cấu trúc con trỏ, cấu trúc queue, cấu trúc về hàng đợi, queue là hàng đợi, cấu trúc về ngăn xếp, stack, rồi cấu trúc về các kết nối vòng, kết nối đôi, kết nối đơn. Rồi chúng ta phải học đến cái phần đồ họa, tức là graphic, tìm đường đi, thuật toán tìm kiếm nhanh, thuật toán quicksort. Quicksort là tìm kiếm nhanh, theo tìm kiếm theo chia nhị phân, vân vân. Nói chung là các bạn phải học được những cái việc đó thì các bạn mới hiểu nhanh dễ dàng được. Nhưng mà tôi hy vọng các bạn, mà những bạn mà lập trình viên mà chúng ta học theo kiểu truyền tay, học ở các trung tâm ấy, thì các bạn nên đọc thêm sách để tham khảo, để chúng ta tư duy nó nhanh hơn. Chúng ta nhanh hơn là việc mà chúng ta chỉ làm theo một cách máy móc. Như thế thì nó sẽ giúp các bạn là thụ động, nó giúp các bạn thụ động thôi, nó không chủ động được. Để chúng ta muốn chủ động được các công việc thì chúng ta phải làm được như vậy. Và tôi cũng gợi ý các bạn là các bạn nên mỗi một function, hay mỗi người ta còn gọi là phương thức ấy, thì các bạn phải chú ý là chúng ta phải ghi comment vào. Đấy, ví dụ như dòng comment này, để sau này ta sửa code, ta sửa code ta có thể nhìn thấy được là đâu là chỗ ta cần sửa. Nếu không comment thì sau này chúng ta không biết là code này nó nằm ở đâu. Toàn tiếng Anh nó sẽ giúp các bạn khó tìm. Đấy, các bạn chú ý nhé.
Rồi, thân ái chào các bạn. Các bạn thấy hay thì các bạn sẽ subscribe và like cho tôi. Cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của các bạn. Thì tôi vừa là có một cái động lực thì tôi sẽ dạy các bạn thêm. Thực ra để mà làm kênh YouTube kiếm tiền ấy, thì cái sự kiếm tiền đấy nó rất là mong manh, nó chẳng được là bao nhiêu cả. Nhưng mà chúng ta đây là chia sẻ kiến thức giúp các bạn học tập tốt hơn. Thân ái chào các bạn.